Xin kính chào quý vị. Đại lý tôi Sài Gòn TV cùng Trí Đức tôi xin hân hạnh trở lại với chương trình tử vi và số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu, mỗi thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Xin thưa quý vị, hôm nay thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2018, ngày âm lịch tức là ngày 17 tháng 10 năm Mậu Tuất, và ở cõi âm cúng kiến hay là những cái lúc mà người chết thường thường sẽ dùng vào ngày hôm nay là ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Hợi năm Mậu Tuất. Ngày Kỷ Mùi thì tốt cho người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 và tốt cho người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Nhưng mà ngày Kỷ Mùi hôm nay là xấu cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 và xấu cho người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Xin thưa quý vị, chúng ta đang ở trong ngày 23 tháng 11 năm 2018, tức là trong cái tiết khí của tiểu tuyết, tức là ở những cái mùa mà thuộc về miền đông lạnh bắc của đất nước Mỹ thì chúng ta bắt đầu có tuyết, tức là khí trời lạnh. Khí trời lạnh thì chúng ta có thể sẽ sử dụng máy heat hoặc là máy central air, thì chúng ta phải cẩn thận về vấn đề cái vệ sinh cũng như là cái hơi, bởi vì chúng ta sẽ đóng cửa lại vào mùa đông, chúng ta đóng cửa lại rất nhiều, chúng ta chỉ sử dụng cái air trong căn nhà, trong phòng làm việc cũng như là cái nơi buôn bán của chúng ta mà thôi. Ít khi chúng ta mở cửa lớn, cửa rộng ra ngoài bởi vì trời khí lạnh. Cho nên chúng ta sẽ hít lại cái không khí trong phòng của mình. Chúng ta phải cẩn trọng đến vấn đề cái khí độc cũng như là cái hít hơi air ra, và cẩn thận cho cái phổi của chúng ta là như vậy. Kính thưa quý vị, như thường lệ thì mỗi một tuần lễ chúng ta có một chủ đề. Và chủ đề hôm nay chúng tôi chọn là nhân tướng và nhân cách của con người. Trong chương trình tử vi số mệnh thì chúng tôi sẽ nói rất là nhiều đề tài liên đới đến tử vi, tướng pháp, nhân tướng, chỉ tay báo bài, báo dịch, vân vân. Thì hôm nay chúng tôi nói về nhân tướng và nhân cách của con người. Kính thưa quý vị, nhân tướng thì giống như là mình xem tướng, tức là con người ta có một cái nhân tướng của một con người khác nhau. Thì đó là cái lẽ thường tình của mỗi một cuộc đời và đời sống của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, hằng ngày chúng ta đều xem tướng. Ví dụ như là chúng ta đi mua một cái trái cây gì đó, chúng ta xem cái tướng của cây trái này có ngon không, có gợi dở hay không, hay là có tốt đẹp hay không, thì chúng ta mới chọn cái trái cây đó. Đó là cách xem cái tướng của cái trái cây. Có khi chúng ta lại xem tướng của bộ quần áo của mình. Mình mặc vào xem là mình mặc vào chúng ta đẹp hay xấu, tướng pháp của chúng ta trông hay hay không. Đó là một cái xem tướng, nhận xét. Xem tướng giống như là nhận xét về vấn đề của mà chúng ta, đối tượng của mình để mình chọn lựa. Người xưa cũng có thường nói câu rằng là xem mặt mà bắt hình dong, xem con lợn béo thì lòng mới ngon. Hoặc là nói rộng hơn nữa là xem tướng là cái gì đó, chúng ta judgment, chúng ta xem cái hình sắc, hình tướng, cái chất chứa nội tạng của một cái vật thể đó đưa ra ngoài như thế nào. Có khi chúng ta xem tướng về tướng nhà đất, phong thủy về nhà đó. Chúng ta đi phía ngoài, chúng có thể xem cái khí trong nhà ra và cái tướng hình cấu trúc của căn nhà. Chúng ta có thể biết được cái tướng của nhà đó là cái tướng như thế nào và nó sẽ có tác dụng thế nào đối với cuộc sống của trong gia đình đó. Đó là về phép tướng nhà. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ tập trung nói về đúng cái chủ đề của chúng ta, đó là nhân tướng và nhân cách của con người. Trong cái tướng pháp thì chúng ta sẽ nói qua trong bốn cái chủ đề ngày bốn cái section của ngày hôm nay. Thì phần thứ nhất, chúng tôi đã vừa giới thiệu sơ quý vị về nhân tướng và nhân cách của con người. Đó là một cái điều hiển nhiên, mọi người chúng ta đều có một cái nhân tướng và nhân cách của chúng ta. Nhưng ít khi chúng ta kiểm tra lại cái nhân tướng, nhân cách của mình. Đây là một cái điều lớn trong một đời người và con người của mình. Mình vào thế gian này mình sống một nhân tướng cách của mình như thế nào, chúng ta cần phải chú ý đến. Và phần thứ hai, chúng ta sẽ nói về phép xem tướng, xem nhân tướng của người như thế nào. Thì chúng ta sẽ trình bày và sau đó chúng ta sẽ lấy ông Donald Trump làm một cái mẫu sample để chúng ta xem tướng một cách tổng quát. Đến phần thứ ba, chúng ta sẽ nói về cái nhân tướng và nhân cách của con người. Chúng ta sẽ khai triển cái nhân cách của con người như thế nào. Và phần thứ tư, chúng ta sẽ đúc kết toàn bộ về nhân tướng và nhân cách của con người. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày, nhân tướng là một cái yếu tố vô cùng quan trọng và đó dẫn chúng ta đến cái chọn lựa trong tất cả mọi sự sống của chúng ta.
chúng ta kết bạn, chúng ta lấy vợ, lấy chồng, rồi chúng ta chọn lựa từ thức ăn cho đến quần áo. Tất cả là đều chúng ta xem cái vật thể đó để chúng ta chọn lựa, để chúng ta chọn đi xem mắt cha mẹ mình, đi xem mắt cô dâu, mình gặp người bạn bè làm ăn, chúng ta đều phải có cái xét cái nhân tướng của người ta như thế nào. Và trong cái nhân tướng đó, nếu chúng ta xét sâu nữa, chúng ta sẽ nhận thức ra được đó là cái nhân cách. Cái nhân cách của con người rất là quan trọng, bởi vì có tiền bạc không thể mua được nhân cách, quần áo cũng không làm cho được nhân cách của người đó lên, sự giàu có cũng không làm nhân cách người đó lên được, lái cho một cái xe sang trọng và quý phái cũng không làm nhân cách được. Nhưng nhân cách của con người đó nó sẽ thể hiện qua vóc dáng đi đứng, cái tiếng nói, cái âm nói, những lời nói và sự hành xử của người ta, chúng ta thấy được nhân cách của họ. Và nhân cách là một yếu tố vô cùng lớn. Kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi có hai phần. Một phần là trong một cái section đầu tiên thì chúng tôi có cái phần giới thiệu chương trình, và sau đó chúng tôi sẽ có một cái phần kế tiếp, đó là phần sẽ nói về cái giải thích lá số tử vi định mệnh. Vì đây là chương trình tử vi và số mệnh, chúng tôi luôn luôn có cái phần gọi là giải thích lá số tử vi. Và kính thưa quý vị, để có một người có một lá số tử vi số mệnh của mình đó, thì chúng ta cần phải có cái năm tháng ngày giờ sanh. Và số của tổng đài Little Sài Gòn TV chúng tôi đó là số 714-893-3264, 714-893-3264. Khi tôi giảng về lá số tử vi của một người trên chương trình Little Sài Gòn TV, chúng tôi chỉ nói một cái cách khái quát tổng quát, tức là chúng tôi kiểm tra xem người đó có rơi vào một cái tình huống nguy hiểm nào trong cuộc đời của mình, hoặc là người đó có thể chết bất đắc kỳ tử, hoặc là người đó có một cái bệnh gì lớn lao trong cuộc đời, thì tôi sẽ đem ra cái điểm đó mà nói. Và một người chúng tôi chỉ giới hạn vấn đề thời gian nên quý vị thông cảm cho. Ngoài ra nếu quý vị nào mà cần hỏi được, cần muốn biết được cuộc đời định mệnh mình, thì có thể gọi cho tôi Trí Đức 714-510-5451. Chúng tôi sẽ có thời gian trả lời miễn phí cho các bạn trong cái chương trình giới thiệu của tử vi và số mệnh từ đài Little Sài Gòn TV. Và kính thưa quý vị, như chúng ta đã hiểu rằng là chúng ta sẽ khai chuyển cái phần thứ hai, phần thứ ba và phần thứ tư. Tức là phần thứ hai chúng ta sẽ nói về phép xem tướng trong cái thế giới của xem tướng của vị thầy, người ta dùng phương pháp nào. Nhưng mà chúng tôi chỉ trình bày một cách sơ lược, một cách tổng quát mà thôi. Chúng tôi không có đi vào cái sự hướng dẫn để mà xem tướng từng người một. Bởi vì xem tướng đi vào chuyên sâu nó sẽ rất là nhiều thời giờ. Có người học cả một đời, người mình vẫn chưa có hết được cái thời gian đó. Thì có những phép xem tướng chúng tôi sẽ trình bày trong phần thứ hai. Và sau đó đến phần thứ ba thì chúng tôi sẽ nói về một người mẫu chúng ta xem tướng, đó là ông Donald Trump, chúng ta gặp hàng ngày đó, chúng ta nghe giọng ông nói, ánh mắt của ông nhìn, chúng ta thấy bước đi ông như thế nào, chúng ta có thể review và ôn lại cái phần xem tướng như thế nào. Đến phần thứ ba chúng ta sẽ đi vào cái nhân tướng cách, tức là cái con người ta nó có một cái nhân cách, mà cái nhân cách này nó không phải là một thời gian ngắn chúng ta có thể đạt được, hoặc có thể chúng ta dùng tiền chúng ta mua được, mà đây là từ trong trí tuệ, từ trong con người, từ trong nhân tướng nó đi ra cái nhân cách của mình. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng cái nhân cách là một yếu tố vô cùng quan trọng để cho cuộc sống đời này. Chúng ta có thể rất là giàu có, chúng ta có thể rất là có danh vọng, chúng ta có thể địa vị, nhưng mà nếu mà thiếu nhân cách thì cuộc đời của chúng ta đối với trời đất, đối với những người xung quanh nó không có giá trị gì hết. Cho nên là chúng ta cần phải kiểm soát đến cái nhân tướng của mình là như vậy. Kính thưa quý vị, chúng tôi có một cái chương trình gọi là giải lá số tử vi và hoàn toàn miễn phí. Chương trình do đài Little Sài Gòn TV trong chương trình tử vi và số mệnh phụ trách. Thì nếu quý vị mà không gọi vào được hoặc không gọi vào kịp thì quý vị có thể gọi cho tôi 714-510 Trí Đức, 714-510-5451. Tôi có thể giải thích cho quý vị cuộc đời và số mệnh của mình, định mệnh của mình trong những cái thời gian khác. Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.